thị trường giai đoạn này chúng ta đúng bài luôn đó là theo dõi câu chuyện hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài hay còn gọi là tụi tây đúng không ạ à? và thái ngô có chia sẻ với anh chị trong đúp phíp như thế này nè các anh chị phải cố gắng là giờ theo dõi hoạt động của tụi tây tức là à, phải cụ thể luôn đó là những cổ phiếu nào ví dụ nha cụ thể là SSA VND đó mình mình lấy một vài cái ví dụ cụ thể trong những cái nhóm ngành lớn á SHA VND các bạn ạ. Là hai cổ phiếu này mình thấy là tụi Tây nó liên tục là mua rồng và bán rồng. Tiếp theo là Hòa Phát, tiếp theo là KBC, rồi VAC tức là VIC, rồi STB nha. Đây là những cổ phiếu mà đại diện tính nét của tụi Tây để xem hoạt động bán rồng hoặc là mua rồng của của Tây, tức là nhà đầu tư nước ngoài đúng không ạ? Và ngày hôm nay thật sự mà nói các bạn ạ, tiếp tục là thấy Ngô cập nhật với mọi người trong clip nè. Buổi sáng thì khoảng tầm 10 giờ nha, là Tây nó bán rồng khoảng có 265 tỷ, nhưng mà buổi chiều này nè, khi mà mọi người mới vào thì mọi người tưởng là tây múc rồng à, đúng không cái lúc mà tây múc rồng khoảng một 000 à, không trăm mấy chục tỷ á một ngàn, à, một ngàn gần gần như một ngàn mốt tỷ cổ phiếu của vinhome tức là giao giao dịch về thỏa thuận thì thái ngô có chia sẻ với mọi người ngay luôn các bạn lưu ý nè tay múc rồng nhưng mà bản chất bên trong vẫn là đang bán rồng khá là nhiều nhóm ngành khi 13 giờ vào á, thì mọi người thấy là à, tay nó đang thỏa thuận mua rồng gần một ngàn tỷ nè nhưng nếu mà chúng ta trừ cái con số này ra thì chúng ta hiện tại ở cái bối cảnh đó là Tây nó vẫn đang bán rồng và kết phiên Thì các bạn thấy là thật sự nha Nếu mà chúng ta nhìn lại con số này ở Index, ở câu chuyện mà kết phiên đó, Là các bạn thấy nè, biến động thị trường nha, nước ngoài, ngày hôm nay Rõ ràng nếu mà chúng ta lấy con số 1046 tỷ nha Mình trừ cho, à, mình lấy con số này luôn, mình trừ cụ thể nè à, 1046, mình trừ lại cho là 85 tỷ Thì thật ra ngày hôm nay á nước ngoài bán rồng 961 tỷ tại vì thật sự cái cái khối lượng mà nó thỏa thuận như vậy thì nó cũng không có đại diện nên cái tính nét giao dịch được trong cái ngày hôm đó đúng không à? còn ở chiều mà bán rồng các bạn thấy là bán rồng rất là mạnh như là MWG nè bán rồng Vinamilk nè bán rồng Masan bán rồng SSA tại vì đây là thể hiện cái sự cái tính nét giao dịch bên trong lòng thị trường tức là những cái lệnh thị trường những cái lệnh liên tục các bạn ạ thì nó mới phản ánh được còn khi một cái cục nó đúng rồi một cái cục cổ phiếu nó được trao tay với nhau hoặc là thỏa thuận với nhau á thì nó lại không đại diện cho cái tính à, tính nét giao dịch trong cái ngày hôm đó ok thì mình ở góc độ mà mình chia sẻ mặc dù ngày hôm nay nha VND là được mua rồng xanh 85 tỷ nhưng mà bản chất khi mình nhìn vào bên trong cái trục dao động á thì chúng ta vẫn thấy là giờ nước ngoài bán rồng đó Bây giờ các bạn nhìn rất là rõ nè, bây giờ các bạn đi cùng với Thái nha Rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích à Mọi người đừng quên là bấm cho Thái một nút like, thả tim, đăng ký các bạn ạ Bởi vì đây chính là những nỗ lực tâm huyết của Thái và rất là vui trong giai đoạn vừa qua ha Thái đã ngô đã giờ dạ. à, đồng hành và giúp đỡ, chia sẻ cho mọi người rất là nhiều Xin chào các anh chị bên Nhật Bản, Hàn Quốc, ở Đài Loan Tất cả cô chú bên Mỹ cùng toàn thể mọi người khắp cả ba miền Việt Nam nha Mọi người nhớ bấm nút like, thả tim cho video của Thái nha Rồi Ở à, câu chuyện ngày hôm nay các bạn cùng theo dõi nè mình ví dụ như nhóm ngân hàng các bạn thấy là thật sự mà nói đó, thì nó mang tính chất cái gián dấp là bị bán rồng nhiều hơn là mua rồng ví dụ như nha stb bị bán rồng khoảng 300 ba trăm cổ này ha đặc biệt là vb bank thì bán rồng khoảng là hai triệu tư cổ phiếu rồi shb được bị bán rồng khoảng hai triệu ba rồi giờ yeah, hdb hd bank các bạn bị bán rồng gần như là hai triệu cổ phiếu mình ví dụ như vậy ha đó ngân hàng bị bán rồng nè chứng khoán cũng bị bán rồng luôn cụ thể là tại sao ạ VIX ngày hôm nay bán rồng khoảng là 2 ,8 triệu 8 Thì như vậy nó giảm điểm khoảng 4% Rồi SHX ngày hôm nay cũng bán rồng khoảng 1 ,8 triệu 8 Thì nó giảm điểm khoảng 2.4% à, VND ngày hôm nay bán rồng rất là mạnh khoảng là 2,7 triệu Rồi SSA cũng bị bán rồng luôn Như vậy á Và ví dụ như là VC cũng bán rồng gần như là 700 000 cổ phiếu các bạn Thì ít nhất là khi mà hành động của tuổi tây nó bán rồng thì cái hành động giá các bạn ạ, nó rất là khó cưỡng cầu để nó tăng được trong lúc này đó là cái điều mà mọi người phải chú ý rất là rõ nha chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn vào cái con số 85 này nó đại diện cho cái tính nét được đó phải mổ xẻ bên trong rồi bất động sản các bạn ạ bất động sản ví dụ nha đất xanh thì thật sự ngày hôm nay đất xanh bán rồng rất là mạnh luôn đúng không ạ à? bán rồng gần như một triệu cổ phiếu đó ví dụ nha đất xanh này các bạn nè thật sự tây giai đoạn này đã bán rồng mua rồng rất là nhanh và đánh rất là khét luôn ví dụ nó mua rồng trong bối cảnh vừa qua nhưng mà sau đó nó chốt lại tây cộng các bạn thấy không ạ à? tụi tây làm gì làm chứ tụi tây đóng đánh trong giai đoạn này nha đánh rất là khét luôn đánh rất là có trật tự luôn mua tây cộng về bán hàng tây cộng lời lỗi gì đó tụi nó không biết nhưng mà bản chất là ở bối cảnh hiện tại mà tây vẫn bán rồng thì các bạn cũng phải đặc biệt một cái dấu chấm hỏi nha ok đó chúng ta cùng theo dõi tiếp tục nè ví dụ như bất động sản là đích ngày hôm nay cũng bị bán rồng nè đúng không gần như là ba trăm mấy gần bốn trăm ngàn tỷ à, xin lỗi mọi người gần bốn trăm ngàn cổ phiếu nha Gate cũng bị bán rồng nè, ba trăm mấy ngàn cổ phiếu rồi à, à, nova Lung cũng bị bán rồng gần một triệu cổ phiếu rồi rồi giờ à, phát đạt rất cũng bị bán rồng gần như là hai trăm mấy ngàn cổ phiếu nè đa phần là đều bị bán rồng tch bị bán rồng cho nên nó bị áp lực giảm điểm ở cuối phiên lại nó không có hành động tăng giá quá quyết liệt đúng không thép thế ngày hôm nay ví dụ như là hòa phát cũng bị bán rồng gần một triệu cổ phiếu trở lên nè trên triệu cổ phiếu rồi hoa sen cũng bị bán rồng đó dầu khí các bạn cũng thấy nè ha cũng đa phần là cái 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 bán rồng nó nhiều hơn đặc biệt là bán lẻ cũng bị bán rồng nè, như là mwg nha mwg các bạn thấy nè bị bán rồng gần như là 160 tỷ đồng đó rồi masan cũng bị bán rồng gần như là 70 tỷ các bạn ạ. và cái cái gì ạ? nó đang nỗ lực bị bắn rồng và ở cái vùng đấy này nó lại bắn rồng nhiều hơn nữa thì các bạn phải rất là chú ý nha nó vẫn chưa nỗ lực tạo đáy rõ ràng đúng không ạ à, bán lẻ nè rồi DC World cũng bị bắn rồng nhưng bạn bắn rồng nhẹ nha ok FRT <laughs> rồi bất động sản khu công nghiệp à, có một cái điều mà chú ý ngày hôm nay là chỉ được là KBC với lại là gì ạ à? ADC là hai cổ phiếu của bất động sản khu công nghiệp được mua rồng thôi đúng không ví dụ như là KBC được mua rồng gần như là 900 trăm ngàn cổ phiếu hoặc là ADC được mua rồng gần 700 trăm ngàn cổ phiếu à, tuy nhiên thì nó vẫn bị cái áp lực của bán đó thì đó là một cái bài toán mà các bạn nhìn thấy là hiện tại bối cảnh gần như nó bị bán rồng hết khắp tất cả mặt trận ha ok đặc biệt là qua nhóm đầu tư công các bạn thấy là VCG cũng bị bán rồng gần như là bốn trăm mấy ngàn cổ phiếu rồi kinh thật sự C cũng bị bán rồng gần 500 trăm ngàn cổ phiếu hoặc là HHV cũng bị bán rồng gần 432 trăm ngàn cổ phiếu nè cơ bản là khi chúng ta nhìn nhận LCG cũng bị bắn rồng nè rồi BC1 vân vân ha ở thị trường chứng khoán thế giới hiện tại là như thế nào ạ à? à? đối với lại câu chuyện ngày hôm nay châu Á mở cửa ngày hôm nay và đóng cửa luôn á thì là giờ chỉ số Hang là giảm điểm nè Hàn Quốc giảm điểm nè rồi Nhật Bản giảm điểm nè Úc giảm điểm nè Thượng Hải giảm điểm nè cơ bản và cái áp lực này nó được thể hiện ở cái phiên cuối tuần thứ sáu các bạn ạ đó là cụ thể là thị, trường thì chứng khoán Mỹ giảm điểm nha và trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì thấy Ngô tiếp tục hành động là cập nhật kiến thức thực chiến cho mọi người trong group VIP nha đây à, ví dụ như sáng ngày hôm nay nè các bạn nè <laughs> à, cập nhật kiến thức thực chiến nè chứng khoán Mỹ tuần qua đúng là chỉ số Nasdaq gãy mẫu hình tam giác đây đây là cái mẫu hình mà mình có cập nhật với mọi người trong group VIP nha đang gãy mẫu hình tam giác nè để test lại đấy nếu không sớm cân bằng nha áp lực này giảm tiếp để hoàn thiện mẫu hình giá thì mà chứng khoán Mỹ giảm á, thì đa phần thật sự nó sẽ phải ảnh hưởng đối với lại những cái nền kinh tế khác, những cái thị trường chứng khoán khác nha các bạn nha Ví dụ như nó đã, 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 đã và đang là có dấu hiệu giảm gãy cái mẫu hình tâm giác. Tiếp theo là cái mẫu hình của chỉ số chứng khoán là S&P 500 các bạn ạ. À, S&P 500 các bạn thấy nào? Của Mỹ cũng đang xuyên thủng mẫu hình tâm giác này rồi. Đó, đây các bạn ạ, đây là cái điểm mà nó đã bị gãy mẫu hình và khi nó gãy mẫu hình này thật sự nó phải tìm về những cái vùng giá mà nếu mà trường hợp trong điều kiện mà môi trường mà đúng bài thì nó sẽ có một cái dạng là ước lượng mẫu hình giá thì nó còn giảm nữa các bạn nha thì các bạn cũng phải chú ý những cái gì mà thị trường chứng khoán châu á thị trường chứng khoán châu âu và đặc biệt đó là thị trường chứng khoán mỹ nó đang kể cho mọi người nghe câu chuyện đó đúng không và thật sự chính vì vậy mà cái dòng tiền tây người ta bán rồng cũng có dấu hiệu cũng có cũng có nguyên nhân các bạn ạ ok rồi vì trong sáng sớm ngày hôm nay thì trong rất phíp thái ngô tiếp tục chia sẻ với mọi người ngoài kiến thức thực chiến ra cập nhật rất là kỹ nha à, theo dõi hoạt động ổn định tâm lý cho nhà đầu tư này cho những anh chị nè ha tại vì thái ngô không làm cho bất kỳ một công ty môi giới nào trên thị trường cả và mình đồng hành giống như một cái nhà đầu tư bình thường nha thì mình có đầu tư gì mình đều chia sẻ vừa kiến thức cho mọi người và bên cạnh đó là mình mong muốn á, mọi người phải rất là bình tĩnh trong những cái giai đoạn ha đó trong giai đoạn vừa qua thực sự là chúng ta chốt lại của những vòng trước và sau đó là chúng ta đứng ngoài và mình có nói rồi trong bối cảnh hiện tại á có đã có giao dịch thì mọi người cố gắng nếu mà trường hợp mua thấp á, mua hoảng loạn á, thì tầm khoảng 20 30 phần trăm thôi bởi vì thật sự hiện tại chúng ta vẫn chưa biết đấy ở đâu cả còn không thì đứng im ngoài cho mình à, dấu hiệu không tích cực mà mình có chia sẻ ở trong cái phiên ngày 20 tháng 10 với các bạn ạ đó là nó tăng quá nhanh đi vinet tăng quá nhanh mà khối lượng nó lại mỏng cụ thể là volume quá yếu nè dễ đạp dễ kéo mà khi tăng giá kịch biên độ khoảng 7 đến 10 phần trăm rồi đó thì rất là dễ nó gặp một cái tình trạng là gì các bạn ạ à? nó tăng xong tới đó rồi nó gặp ngay cái ngưỡng đó và từ cái ngưỡng đó nó bắt đầu nó quay đầu thì ngày hôm nay nó đang có khá là nhiều cổ phiếu nó chỉ bằng cái giá cao nhất của cái phiên vào ngày 20 tháng 10 rồi sau đó nó tàn tàn tàn, tàn đi xuống các bạn ạ à. thì các bạn có thừa nhận điều này không đó đó ok không ạ à? rồi tiếp theo là thái ngô có nhắc tiếp tục nè thì nó lại không có làm cho cái nhà đầu tư đủ cái giờ đủ cái động lực mà người ta xuống tiền bởi vì nó tăng quá nhanh rồi nó chạm ngay cái vùng đó mà chạm ngay cái vùng ổn á thì những nhà đầu tư mà ta đang kẹp hàng á thì cái chiến lược giao dịch của họ là giờ người ta sẽ chấp nhận người ta bán cái đó đó thì vô hình trong nó cộng thêm cái áp lực của tay bán rồng nữa thì rõ ràng thị trường nó phải giảm điểm và nó đang lăn quanh cái vùng này ok mà rồi cái điều thứ hai mà mình chia sẻ với các bạn là dấu hiệu không tích cực là như thế này, này mọi người ạ à. Mọi người có thể là nhìn nhận qua cái nhóm chứng khoán này nha Phim thứ xấu ngày 20 tháng 10 mọi người ạ à, Là rõ ràng cái hành động là giờ tím trần Nhưng mà ngày hôm nay nó giờ có những cổ phiếu nó tăng, nó giảm lại rất là lỏng luôn Như vậy là cái sàn trần liên tục bắt giá nào cũng là một cái biên giá rất là rộng luôn Cho nên là không ai chắc cú là bắt được cái vùng giá tốt Tại vì khi các bạn bắt giá tốt rồi á Các bạn vẫn còn lỗ được khoảng 3 đến 5 phần trăm Thậm chí là 7 phần trăm thì vô hình chung là cứ cắt lỗ liên tục á Thì nó lại rất là khó đúng không ạ? À, và nó chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư mà chấp nhận là vùng này tại vì á cái vùng này bản chất á thì nó cũng đang chạm là những cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng như 1080 1090 nó cũng chưa khẳng định đây là vùng đấy nhưng mà để mà giờ à, để nó giảm mạnh nữa thì thật sự nó sẽ có cái giờ à, ít nhất là ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ á, mà nó giảm tiếp tục ngày tối hôm nay nha, thì ngày mai nó sẽ có triệu chứng là nó sẽ gãy tiếp tục để nó về lại cái vùng 1040 1050 thậm chí nha nó có khả năng nó sẽ vẫn có khả năng kịch bản là nó test trở lại vùng 1020 cộng trừ á. Vì một phần thị trường thế giới đang bị gãy nhiều mẫu hình nè, cho nên tương đối chưa chắc đã chắn đâu mọi người ạ. À. Chưa có phiên FTD chỉ mới là một cái cú hồi rất khó xác nhận đấy nè, biết đấy ở đâu tại vì khi nó đi qua vùng đấy rồi chúng ta mới biết nha. Và như vậy cái tư tưởng như vậy thì mình mới chia sẻ với mọi người á. Những anh chị nào mà thật sự phiên thứ sáu có bắt được á thì chủ động là hành động như thế nào nè, đó. Rồi À, ví dụ như là cập nhật cái mẫu hình là của những nhà đầu tư mà bắt đáy các phiên thứ năm thứ sáu thì chú ý nè nếu có nha thì chủ động là đoạn này đánh rất là theo phong cách t cộng cho mình à, bán khi nào là nó dựa trên kháng cự của vn là một đây kháng cự vn lúc này là gì ạ à? các bạn chú ý nè kháng cự vn lúc này là một thì nó sẽ quanh cái vùng giá khoảng một ngàn mình dựa trên cái khung khung ngày khung giờ luôn không ạ à? ví dụ trên khung giờ nha thì nó có thể là quanh quẩn đâu đó là 1.120 cộng trừ à, Tuy nhiên thì ngày hôm nay mọi người ạ à, Tuy nhiên thì ngày hôm nay á đất à, nó lại không như ý muốn Tức là nó mở cửa ra và nó chỉ mở cửa quanh vùng giá khoảng 1.108 rồi sau đó nó giảm luôn các bạn ạ à. Rồi sau đó nó giảm luôn nha, nó áp lực từ đầu phiên luôn Và nó bán, nó bán tới những cái phiên cuối phiên nè Thì nếu mà trường hợp nó Bây giờ nha, thì cái áp lực bây giờ nó sẽ dành, dành ở cái phiên bao nhiêu ạ à? Dành ở 1.110 rồi sau đó tích cực nữa thì nó sẽ, nó mới test trở lại 1120 đúng không ạ? Thì đó chính là những cái con số mà các bạn chú ý nha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là mọi người chú ý là nếu mọi người có bán chốt lại á thì mọi người sẽ dựa vào trên chính cái cổ phiếu mà mọi người quăng, mọi người đang có nữa. Mình ví dụ mọi người có bắt được cổ phiếu mình ví dụ nha, đất xanh chẳng hạn nè. Đây, sáng ngày hôm nay là đất xanh kéo giá mạnh nó là giờ ở giá hiện tại là mình khi mình làm cái chỗ này nè là 17.500 đồng thì khi mà đất xanh chạm vào vùng giá khoảng 17.500 đồng nha Đây Thì lúc đó nó chạm ngay cái đường MA20 Tức là quanh vùng giá khoảng 17.500 nè Thì mình có nói với mọi người Nếu đối với những vật cập nhật kiến thức thực chiến nè Cụ thể cho một cổ phiếu Nếu chạm vào đường MA20 Trong giai đoạn bắt đấy á Giờ đấy thì lối đánh nhanh quyết liệt Ví dụ đất xanh ai có bắt giá thấp nha Mình ví dụ ra như vậy khi nó chạm được MA20 tức là nó chạm vào tức là nó chạm vào cái kháng cự trước khi nó chạm vào Vindex chạm kháng cự của nó thì cổ phiếu mà chạm kháng cự trước thì chúng ta sẽ hành động trước rất rõ ràng đó thì không cần chúng ta phải chờ tới cái chỉ số nó chạm vào kháng cự mà chúng ta phải dựa vào cái cổ phiếu thì lúc đó sẽ có lực chốt lãi hoặc là mọi người đánh t cộng này ha đó cho nên đó là cái cách còn cái chuyện mà bán xong nó tăng lên nó kệ cha nó nhưng mà cái quyết quyết giờ à? phải có sự quyết đoán nha chứ không là giờ khi nó rơi trở lại bắt đầu là từ một cái nhà đầu tư mà bắt t cộng chuyển thành nhà đầu tư là nắm trung và dài hạn luôn là không đúng đó và thị trường hiện tại nó sẽ đang vận động như vậy mọi người ạ. Ok. Rồi, và tiếp tục là hành động theo dõi nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay á thì thấy Ngô có thấy như thế này nè, một số cổ phiếu mà cái nhóm ngành này rất là quan trọng. Nó ngày hôm nay thấy Ngô thấy một số cổ phiếu mà các bạn có thể là đưa vào cái watchlist để các bạn là chú ý được nha. Rồi. Các bạn đừng quên là thả tim, bấm nút like. À, nha. Và à, ai muốn vào trong inbox để nhận được những cái bản tin và thật sự trong giai đoạn sắp tới nha trong giai đoạn sắp tới thì Thái Ngô tin chắc là sẽ có rất là nhiều cơ hội và hiện tại là Thái Ngô đang nhìn nhận thị trường và đang sẽ tiếp tục quan sát và tiếp tục giờ chờ đợi thị trường thời cơ thích hợp là Thái Ngô sẽ đưa ra cái nhận định và tiếp tục là sẽ bay trở lại nha ok như vậy đó là cái cách mà chúng ta đang dưỡng quân và đang theo dõi thị trường còn đánh ngắn thì ok sẽ tiếp tục tìm một số cổ phiếu đánh ngắn t cộng lướt lát thôi nhưng mà sau đó tập trung bối cảnh hiện tại bây giờ để giờ quản trị cảm xúc của mình tâm lý mình khi nào thật sự á, có dòng tiền cực kỳ mạnh vào bùng nổ theo đà thì nó mới ổn nha còn không á, là giữ quân tại vì khi giữ quân trong một cánh rừng mà có được củi á, muốn giữ được cánh rừng thì chúng ta mới có củi đốt đó thì đó là cái điều mà mình chia sẻ với bạn còn cập nhật một số cổ phiếu mà tạm mạnh hơn so soindex trong ngày hôm nay á, thì mình có nói luôn cần phải có tiền vào mạnh hơn nữa red mẫu hình cản chéo cho mình thứ nhất thứ hai là phải đóng giá được trên đường ema chục thì đây chính là một cái đặc tính giao dịch mà trong những cái phiên sắp tới các bạn sẽ thấy này nha Ok Và trong bối cảnh hiện tại Thái Ngô đang thấy là một cái nhóm ngành mà Nó có khá là nhiều cổ phiếu nó đang giữ được giá trên đường EMA20 Thì đó là nhóm ngành nào các bạn tiếp tục theo dõi video này nha Ok Rồi Khác nước quá mọi người ạ Ngày hôm nay thì mọi người thấy nè à, những nhóm ngành mà đóng góp vào VNX giảm điểm á, thì các bạn thấy là ngân hàng, dịch vụ tài chính, tức là chứng khoán các bạn, nước khí đốt, nhiều cộng, hầu như là tất cả những nhóm ngành đều giảm điểm trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay thì có khoảng là 386 mã giảm điểm các bạn ạ và 95 mã tăng trong đó là giờ trong đó là có khoảng là 5 mã sàn à để mình uh, lót lại là cái dữ liệu xem thứ sau nha ok à, xin lỗi mọi người nó lót lại là dữ liệu là bây giờ có 398 mã giảm điểm nè trong đó có 7 mã sàn 91 mã à, uh, xanh thôi như vậy là hầu như cái câu chuyện tỷ lệ là số mã giảm nó đang áp đảo hoàn toàn số mã xanh nha đây à, biến động thị trường ngày hôm nay các bạn có thể thấy là ngoài câu chuyện mà vinh hôm được mua rồng á, thì hầu như nó bị bắn rồng thì ngay từ đầu video thấy ngô đã chia sẻ rồi tiếp theo các bạn ạ là cái tác động vinex ngày hôm nay á biến động nè thì cổ phiếu gì ạ à? ngày hôm nay có một cái cổ phiếu mà nó may mắn nó thoát được cái vòng đó là giờ ạ à? việt công banh tại vì trong phiên á, thấy ngô có có chú ý rất là rõ là việt công banh là một cái cổ phiếu các bạn ạ. Vietcombank ban là một cái cổ phiếu mà ngày hôm nay nó rút chân này chứ không là nó cũng tàu lâu mới lâu lắm ha và Vietcombank là gần như nó đang đóng giá dưới những cái đường cản này rồi cho nên thật sự thị trường nó sẽ giờ nó sẽ còn bắt bên nữa các bạn ạ ngày hôm nay là thị trường Việt công Vietcombank nó giờ à, nó gần như nó thủng cái đáy này ha và nó đang cố gắng test trở lại đường EMA 200 tuy nhiên là cuối phiên là do dòng tiền của đội lái người ta kéo lên ha các bạn ạ à nhưng mà nó vẫn đang lỏng ha các bạn chú ý nè Chứ nếu mà ngày hôm nay mà Vietcombank mà không kéo, ha, thật sự thị trường nó rất là xấu á Nó sẽ về lại vùng giá khoảng 1.088x các bạn ạ Đó là trong ngắn hạn Ok Trong ngắn hạn nha Rồi à, Có Vinamilk, Vivian và masan GVR đó là một trong những cổ phiếu giảm điểm mạnh trong ngày hôm nay à, masan thì ngày hôm nay thì nó lại là nhóm Cổ phiếu này nó giờ à? Nó đang, giờ đang Rất là giống như là đang bị bục đấy các bạn, đang bị thủng đáy nè Rồi MWG nhóm bán lẻ ha, bị tay bắn rồng mạnh và nó đang giảm giá thấp nhất cho với lại ngày hôm nay và cái hành động mà sau hai ba phiên mà tiếp tục là giờ nó lại không lấy lại đường em 200 này cho nên nó các bạn cũng phải chú ý nha thì khi mà nó không lấy lại đường em 200 này thì trong khung ngày đó là xấu rồi đúng không ạ trên khung ngày nó là xấu rồi còn trong khung tuần đó thì hiện tại nó cũng đang gặp một cái kháng cự quanh vùng giá khoảng 44.5 nè còn khi mà trường hợp cổ phiếu này nó thủng á thì rõ ràng nó sẽ có một cái hỗ trợ mình ví dụ nha đoạn này Đầu này thật sự nếu mà trường hợp ông này ông thủng nữa thì có khả năng ông sẽ test trở lại vùng giá đâu đó là gì ạ? À? Đâu đó là 40.7 41 đó mà. Tức là nó về lại vùng giá khá là tiềm năng trong cái bối cảnh vào tháng tháng 6, tức là khoảng 4 năm tháng trước nha. Đó. Thì các bạn chú ý. <laughs> Nhưng mà khi mà tình trạng những cổ phiếu này bắt đầu nó bục đáy thì các bạn cũng phải sợ ha. phải đưa vào cái diện mà mọi người phải chú ý tại sao mà những cổ phiếu nó đang thấp mà nhà đầu tư nước ngoài lại bán thấp nữa thì rõ ràng người ta người ta muốn là mua giá thấp hơn các bạn chỉ đơn giản vậy thôi ok nó chưa đủ gọi là kích thích cho người ta xuống tiền hoặc là người ta sẽ giờ có một cái động một cái động thái là họ sẽ đi gom và họ đi lâu dài chứ không phải là đi ngày một ngày hai còn nhà đầu tư cá nhân thì phải khác các bạn ạ đó à, tiếp theo ví dụ như là cổ phiếu tiếp theo là gì ạ à, Masan GVR GVR cũng là một cổ phiếu mà mang tính chất là định hướng của dòng à, VN30 thường mà cổ phiếu này nè nó tết ngược trở lại ngày hôm nay và ngày hôm nay nó lại bục thủng qua đường MA20 cho nên thật sự á, sợ nhất là những cổ phiếu này nó lại test những cái vùng đấy xa hơn nữa các bạn thì khi mà trường hợp cổ phiếu này nó test trở lại những vùng này thì rất là tiềm năng tức là cái vùng đỉnh cũ của một cái mẫu hình trước đó nè đó ok mà ví dụ như là, ví dụ như là gần nhất là nó có khả năng nó test trở lại vùng giá khoảng 17 ít đến 18 tại vì ở đây là một cái giờ cái đường MA200 thì để xem từ cái áp lực của dòng tiền nó sẽ như thế nào ha rồi còn nếu mà thật sự nó mạnh đó thì rõ ràng nó phải có một cái điều là giờ nó phải cố gắng lấy lại cái đường ma 20 này thì khi mà trường hợp những cổ phiếu mà mang tính chất định định hướng cái sức mạnh của chỉ số á, thì ví dụ như gvr cũng là một trong những cổ phiếu này vì mình có chú ý rất là kỹ nha cha nội này mà tăng hoặc là giảm á, thì nó đều gây nên cái chỉ số của vnindex nó đều tăng hoặc là giảm theo đó tại vì lái nó hay sử dụng những cái cổ phiếu này các bạn ạ ok rồi À, về góc độ về VNX ngày hôm nay các bạn ạ thì rõ ràng VNX nó vẫn đang ở trong một cái phiên hồi phục tiếp theo sau một trạng thái của phiên nhờ của phiên hồi phục vào phiên thứ sáu ngày 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam À xin lỗi mọi người à, ngày phụ nữ nha quốc tế phụ nữ thì các bạn thấy nào cái phiên hồi phục tiếp theo này á, thì với một cái khối lượng nó lại thấp và tay nó bắn rồng thì bản chất hiện tại là chỉ cần mà nó không bị thủng qua cái giá 1075 á thì rõ ràng là chúng ta khá là tích cực vì chúng ta cần phải giờ à, dạ, tiếp tục cái lộ trình là nó sẽ đi một cái giai đoạn giống như phía trước rồi giống như phía trước đó nó tức là à, từ cái ngày 4 tháng 10 các bạn các bạn có khoảng một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên năm phiên sáu phiên bảy phiên tám phiên chín phiên và 10 phiên rồi sau đó là các bạn thấy nó bị sập thì các bạn thấy là bây giờ ít nhất á, mà muốn thị trường bền vững nha thì nó phải đi ngang hoặc là nó đừng có bị thủng ở chỗ này nè còn nếu mà trường hợp thị trường nó bị thủng 1075 lì thì, thì lại tiếp tục là giờ à? quay trở lại dò đấy Mà khi trường hợp mà thị trường giảm 1085 thì rõ ràng nó có khả năng rất là cao Nó sẽ test trở lại những cái vùng hỗ trợ bên dưới đó Bên dưới đó thì gần nhất là giờ à? Gần nhất thì mình thấy á Bối cảnh hiện tại gần nhất là 1040, 1050 và 1040, 1050 thì nó lại tiệm cận đối với lại cái con số của một cái mẫu hình là khi nó bị thủng cái vùng mà mẫu hình hộp á, hoặc là mẫu hình hai đỉnh á, thì nó lại test ngược trở lại đó để nó đáp ứng là cái mẫu hình giá của nó nó phù hợp còn nếu mà trường hợp mà thị trường nha giữ chân đẹp dòng dòng tiền tích cực và sau đó là giờ dạ, thế giới ổn định nha thì nó lại nó sẽ có một cái phiên bùng nổ theo đà thì bản chất trong cái giai đoạn hiện tại những nhà đầu tư mà đang cầm tiền á thì nếu mà thật sự người nào sốt ruột ha thì có thể là chờ những cái giai đoạn mà nó rung lắc mạnh á, thì mọi người giải ngân khoảng 10 đến 20% trước mắt đó đã. Tại vì chúng ta không biết là nó còn giảm mạnh nữa hay không. Còn khi mà an toàn nữa là đứng yên ngoài và chờ đợi cho hành động giá cổ phiếu á, nó phải nó phải gì ạ à? Cái cổ phiếu mà mọi người muốn mua á, nó phải đáp ứng hai cái tiêu chí là mình vừa chia sẻ nào. Trong group VIP này nha, mình chia sẻ rất rõ là dùng MA20 và đường chẳng chéo để nhận diện sức mạnh đó cho mình. Đó. Đúng không? Ok. Và cộng thêm một cái yếu tố là dòng tiền nó vào rất là mạnh trong thị trường Những nhà đầu tư mà muốn an toàn nữa nha thì về lại về với rút viết của Thái Ngô Tại vì thật sự trong bối cảnh này Thái Ngô sẽ đánh rất là rất là thận trọng và rõ ràng là trong bối cảnh vừa qua chúng ta đã giờ Mua những giai đoạn sau và chúng ta đã chốt những vùng này và sau đó là giờ đứng ngoài ha Và nếu mà thật sự đối với lại phong cách giao dịch của Thái á, Thì à, nếu trường hợp các bạn đánh á, thì các bạn chờ đợi một cái phiên bùng nổ theo đà Và khi mà bùng nổ theo đà để chi quá ạ Để các bạn thấy là vào cái ngày mà tháng 11 Xin lỗi mọi người đúng rồi vào ngày 6 tháng 11 đó, cho dù nó có bùng nổ theo đà hoặc là phiên hồi phục rất là mạnh à, thì thị trường vẫn có những giai đoạn test ngược trở lại rồi sau đó nó mới tăng mạnh hoặc thậm chí là giờ nó có tăng lên nó cũng phải retest ngược trở lại thì cái cách mà chúng ta đang chờ là gì các bạn biết mà là mong muốn cho mong muốn cho giờ dòng tiền vào đổ vào mạnh đi để từ đó chúng ta mới thấy được là cái sức mạnh là gì ạ à? rất là nhiều rất là nhiều nhà đầu tư đã quay trở lại thị trường và thị trường đảo chiều thì cho dù nó test ngược trở lại thì đó sẽ là cái cơ hội cho mọi người cho nên dù gì đi chăng nữa mọi người phải rất là bình tĩnh có đánh thì phải đánh rất là nhỏ vốn trong giai đoạn hiện tại bởi vì chúng ta chả biết đâu là đấy và mình cũng sẽ không khuyến cáo còn cái giai đoạn mà trước đây á vào những cái đợt trước các bạn thấy mà các bạn chú ý nè là thái ngôi sẽ đánh rất là mạnh ở cái vùng giá mà khi nó test trở lại một một tức là chúng ta đã ăn được một cái hình chữ v này, các bạn nào đó tại vì bối cảnh lúc đó nó lại là khác và lúc đó thấy ngô đang nhìn nhận dòng tiền nó đang đi theo một cái hướng khác còn lúc này nha thì chúng ta phải theo dõi được là nó sẽ tạo đáy như thế nào và vùng đáy nó ở đâu đó và một số cổ phiếu như là nhóm chứng khoán là thái ngô cũng đang khá là e ngại nếu trường hợp mình ví dụ nè những cổ phiếu này bởi vì cái tỷ lệ mà RSI các bạn nó còn đang lưỡng lự nha nó còn đang lưng lửng đó thì nếu mà trường hợp nó đạt thêm một trạng thái nữa thì rất có khả năng cao là nó sẽ test thêm Mà khi nó đạp về sau nữa thì là giờ, Ví dụ như đạp về lại vùng giá khoảng uh, RSI khoảng 30 hoặc là dưới 30, 25 đến 30 đó, Thì nó thường nó sẽ có một cái động thái là hồi phục Thì lúc đó là có mua bắt đáy ví dụ bắt đáy đưa ra cục con tay cũng không có sợ cũng đỡ à, Hoặc là ví dụ các bạn thấy nè gần nhất là đất xanh Đất xanh các bạn ơi Đây đất xanh mà mọi người có đưa ngón tay ra thì lúc đó là RSI nó qua quanh vùng khoảng quanh cái vùng sức mạnh là khoảng 30 thì ít nhất là nó đỡ còn bây giờ thật sự nhớ những cái chỉ báo những cái chỉ báo đồng lượng này ở trên những cổ phiếu như là nhóm chứng khoán nè thì mình thấy nó đang chưa thật sự quá chưa thật sự mạnh và khi nó chưa thật sự mạnh thì mình sợ là những cái cổ phiếu này nó lại rơi thêm một nhịp nữa mà nếu mà trường hợp những cổ phiếu này nó lại nó lại về giữ sắc xanh á nó lại giữ cái vùng đáy không bị bục đấy á thì nó mới ổn cho thị trường còn nếu mà thực sự những cổ phiếu này nó vẫn tiếp tục bị thủng đấy nha thì khả năng rất là cao là gì ạ à? là thị trường nó sẽ test trở lại những vùng sâu hơn cho nên mọi người cũng phải lưu ý vấn đề này ha đó ví dụ như là VCA ngày hôm nay cũng bị đạp trở lại nè rồi VND các bạn nè các bạn phải chú ý cái này nha rồi sau đó là mọi người cũng phải theo dõi trên cái khung một giờ để các bạn coi thử cái gì à có muốn bắt đấy thì coi trên khung một giờ để xem thử là cái hành động của nó RSA nó có phân kỳ hay không rồi MACD nó như thế nào vân vân và mây mây còn trên cái khung về một tuần đi nha thì mình vẫn thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam á thì bối cảnh hiện tại là vẫn đang có hành động RSA vẫn đang cúi đầu nè, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng các bạn nha thì các bạn cũng phải lưu ý cái RSA này hoặc là những cái MACD các bạn nè nó vẫn đang giao cắt xuống và histogram bắt đầu nó đang âm rồi ha ok thì có lẽ là cái vùng giá 1080 1080 này nha Mình hy vọng nó sẽ là một cái vùng cân bằng Tạo ra một cái bộ đệm Còn nếu mà trường hợp thị trường nó giảm nữa Thì theo nguyên tắc ước lượng của mình á Thì khả năng nó sẽ quanh vùng giá 1040 1050 Thấp hơn là 1020 à, Và cái con số này thì nếu mà chúng ta đo lường Từ cái việc mà nó thủng ngay cái đường MA200 á Thì các bạn có thể coi nè Nếu mà trường hợp nó thủng nữa Thì khoảng thông thường á thì khi một cái chỉ báo nó rụng khoảng từ cái đường MA20 nha anh xin lỗi mọi người MA200 mà nó thủng thêm lần này nữa thì tầm tầm khoảng 8 đến 9 phần trăm hoặc là 10 phần trăm thì mình nghĩ là nó sẽ có xác suất tạo đáy Ok không ạ à? Thì các bạn cũng phải chú ý được cái dòng tiền của nước ngoài nha Rồi Thì đó là cái góc nhìn của mình Tiếp theo thì đâu là những cổ phiếu mà mạnh trong ngày hôm nay thì các bạn thấy là Trong phiên bây giờ ngày hôm nay thì thấy ngồi có lọc ra thì có một vài cổ phiếu ví dụ như là HAG nhưng mà HAG này nó lại không đại diện cho một cái cổ phiếu mà của một cái nhóm ngành lớn ha nó thường thường nó diễn ra trong một cái bối cảnh là khi mà thị trường nó giảm mạnh á thì đa phần là lái lụa các bạn đánh nó đánh những cổ phiếu này cho nên là mình sẽ không chắc chắn hoặc là BVB nha nói chung là ngày hôm nay nó cũng không có một cái gì gọi là đặc sắc đối với là những cổ phiếu này cả tại vì có bốn cổ phiếu nó tăng giá mà nó lại đi kèm với khối lượng mà nó không đại diện cho một cái nhóm ngành nào quá lớn nha ví dụ như TLD này các bạn nào thì ông TLD này là thị trường giảm nhưng mà ông vượt đỉnh thì rõ ràng nó là lại phụ thuộc vào dòng tiền của tây ok chưa à? còn trong ngày hôm nay cái điều mà mọi người chú ý á, thì mọi người phải chú ý như sau là những cổ phiếu nào nổi bật trong ngày hôm nay và đó là giờ à? thứ nhất là mình quan sát đó là nhằm ở nhóm cổ phiếu bất động sản các bạn nha bất động sản nè đâu rồi bất động sản tại vì sao tại vì các bạn thấy là bất động sản ví dụ như RSI ngày hôm nay à, xin lỗi mọi người đất xanh á ngày hôm nay cũng đang nỗ lực là đi đi từ từ quanh cái đường em hai chục thì bản chất là mình không biết nó tàu đáy đây không nhưng mà muốn tàu đáy á, thì rõ ràng nó phải vượt qua ở đây rất là mạnh nè rồi sau đó nó retest ngược trở lại ít nhất nó phải vượt qua hẳn vùng giá khoảng 18.5 sau đó nó retest ngược trở lại chỗ này nè các bạn nè tức là quanh cái đường ma 20 thì chứng tỏ lúc đó là giờ nó sẽ có một cái nhịp tăng lên trở lại còn không nó sẽ thủng luôn nó sẽ thủng vào giò đáy mới các bạn nha đó, nó sẽ thủng thủng theo thị trường thì như vậy là một cái cổ phiếu cổ phiếu tiếp theo là HDC cũng là cổ phiếu của dòng bất động sản ngày hôm nay nó nằm trên đường MA 20 nè là một trong những cổ phiếu mạnh có dòng tiền vào và đang nỗ lực là rét cái đường trên line này thì các bạn hãy đưa mình vào trong cái bộ nhắm những cổ phiếu này nha Khang Điền House cũng tương tự như vậy nè nó đang nằm trên được cái đường MA 20 đó và nó đang khoảng có hai ba phiên nằm trên đường MA 20 được hai phiên rồi nha rồi Ok. Rồi à, HDC Nam Long Group cũng tương tự như vậy nè các bạn. Đó, Nam Long Group cũng có hai phiên nằm trên được đường MA20. Như vậy cổ phiếu nhóm chứng khoán các bạn cũng phải chú ý. Ê, xin lỗi mọi người, nhóm bất động sản nha. Và bất động sản là trong cái giai đoạn vừa qua nó là một cái cổ phiếu này nhá. nhóm ngành nó nó tăng cũng khá là mạnh nhưng mà nó giảm trước thị trường. để các bạn chú ý nè. Phát đặt Group. À Phát đặt Group à, thì hiện tại ngày hôm nay nó chưa lấy lại được đường MA20. À, thì đó là một vài cái cổ phiếu trong một cái nhóm ngành cụ thể. À, HDC Khang Điền House Thì khi một cái nhóm ngành này thì các bạn mới si rộng ra được những cái cổ phiếu nhóm ngành khác Rồi à, Tiếp theo là một cái à, Ví dụ như cổ phiếu của nhóm banh á, thì mình đang thấy là Exim Bank Thì Exim nó cũng đang là giữ giá được trên cái đường MA20 này các bạn nào Thì các bạn cũng chú ý những cái cổ phiếu mà nó mang cái dáng dấp hình hài như thế này nha Rồi Sau đó ít nhất nó phải đi ngang mà khi thị trường á Nó có giờ à? nó có đạp mà những cổ phiếu này vẫn giữ được đó ha thì rõ ràng là những cái giai đoạn sau nó rất là dễ red một cái mẫu hình này để nó bật tăng lên Còn mà nếu mà trường hợp nó không giữ được vững vùng giá này thì nó sẽ phải test trở lại vùng đấy Đó Rồi à, Gần nhất Khang Điền House HDC rồi ví dụ như Get ngày hôm nay mình thấy xem sao Get ngày hôm nay cũng đang nỗ lực ở quanh đường ma 20 thì các bạn nè Các bạn nó cũng chưa nói lên được điều gì ha Nó cũng chưa nói lên được điều gì à, cho nên là phải theo dõi nó khoảng vài phiên sau á Ok mình sẽ đi tìm những cái nhóm ngành Những cái cổ phiếu nào nó giống như vậy nữa nha à, Ngân hàng à, Ngân hàng thì STB bây giờ là thật sự là Chưa biết nó sẽ test ở, là ở đâu nha Nhưng mà rõ ràng là hiện tại giờ Nó đang ở quanh cái vùng đáy này rồi Đang quanh vùng đáy này Và nó đang nằm dưới đường ma 20 Thì mình lại không mua tiên lúc này hả à, Banh thì thật sự là ngày hôm nay đánh khá là xấu Khá là xấu mà gãy đường ma 20 nè Và ông này sợ nhất là ông giảm bù À, trong những cổ phiếu ngày hôm nay thì có cả những cổ phiếu dòng ban kéo và có những cổ phiếu nhờ à nhưng mà số chung á, là dòng ban ngày hôm nay nó lại bục đáy ví dụ shb là bị thủng đáy nè các bạn nè à, thủng đáy trước nè cho nên nó cần thời gian rất là nhiều hoặc là việt công ban ngày hôm nay cũng bị thủng trong phiên nhưng mà sau đó rút chân lên trở lại á, nhưng mà mình đánh giá lại không cao à, tiếp theo là một cái nhóm một cái nhóm ngành không phải một cái nhóm cổ phiếu mà mình đánh giá là cái giai đoạn này á thì nó lại là cái cổ phiếu nó giảm sâu thị trường các bạn đừng quên là bấm like các bạn đừng quên bấm like thả tim và bấm nút đăng ký bật qua chuông bên cạnh chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người nha còn ai muốn vào trong trực tiếp của thái để tiếp tục đồng hành sắp tới thì mình có chia sẻ rất là kỹ nè thì thái ngô sẽ đồng hành với mọi người 6 tháng là 4 triệu hoặc là một năm là 7 triệu nha vì thái ngô nhận được rất là nhiều câu hỏi của mọi người ở quanh cái chỗ này ok rồi quay trở lại trạng thái phân tích thị trường và tiếp theo á một cái điều mà thái ngô lưu ý rất là kỹ trong ngày hôm nay nè là bắt đầu có những cổ phiếu trước đó nó mạnh á ví dụ như là zimadep các bạn ạ Trước đó nó mạnh nha, ngày hôm nay nó lại sắp mặt lờ các bạn Bởi vì cái hành động là RSI nó liên tục tạo ra hiện tượng là phân kỳ nè Cho nên mọi người cũng phải lưu ý nha Và khi mà trường hợp sợ nhất nó giảm bù à, Nhóm này nè à, là BVT trước đó là vượt đỉnh nhưng mà bắt đầu nó giờ đang có hiện tượng là Đang giảm dần giảm dần Rồi FRT cũng tương tự như vậy các bạn nha Nó đang có hiện tượng là phân kỳ âm của sức mạnh dòng tiền này các bạn nè Các bạn cũng phải chú ý nha Sợ nhất là trường hợp nó bị giảm bù á Thì rất là nguy hiểm Và RSI này nó đang lửng lửng nha thì mình cũng không đánh giá đánh giá cao lúc này rồi FPT các bạn ạ à. FPT à, cũng đang cũng đang có dấu hiệu là bị bục rồi các bạn ạ à. thấy chưa sợ nhất là tình trạng mà mấy cha nội là giảm bù nè đó mấy cha nội mà trước đây là mạnh á rồi bắt đầu nó giảm trở lại thì khi mà trường hợp nó giảm trở lại á thì chúng ta là giờ lại phải theo dõi ngay lại từ đầu ha tại vì nó sẽ về những cái RSA mà thấp hơn á thì lúc đó nó sẽ gây cái tác động tâm lý lên những cái cổ phiếu khác thì đó là một vài hoặc là DCC các bạn nè à. DC ngày hôm nay là các bạn thấy không ạ, à? giảm thủng luôn. Và RSI bắt đầu là đang ở 42 và nhất là nó đang thủng dần thủng dần để nó tìm lại những cái vùng hỗ trợ. Ví dụ như ngày hôm nay chính thức là ông này ông đang theo mình thấy á, ông này đã bị thủng cái chỗ này rồi, thủng đường MA 50. Và nếu mà trường hợp mà xấu các bạn ạ à, thì nó sẽ thủng như thế này nó tìm về đâu các bạn lưu ý nè. Nó sẽ tìm về đâu đó là một đoạn tương ứng nha Tức là ở dưới này nè, mình thấy nghĩ nó sẽ rất có khả năng cao nha. Nó sẽ tìm trở lại vùng giá khoảng 78. À, trong một cái bối cảnh mà khi mà thị trường nó giảm mạnh nữa đó thì ông này sẽ rất là dễ thủng về vùng đó ha à, còn mua mới lúc này thì thật sự rất là khó bởi vì trước đó là một cái giai đoạn vào cái ngày 18 tháng 10 á nó bị thủng hẳn thủng hẳn đường EMA 20 rồi cho nên là mình sẽ không giao dịch mạo hiểm như thế này mặc dù đó là một cổ phiếu mạnh nhưng mà do bối cảnh là giờ tạo ra hiện tượng phân kỳ âm các bạn ạ à. giá tăng nhưng mà nhưng mà ạ sức mạnh của giá nó không đi kèm nữa ha nó tạo thành hiện tượng phân kỳ âm thì đó cũng là một vài cái đặc điểm mà ngày hôm nay Thái ngô có quan sát được tay thì bắn rồng cổ phiếu mạnh thì giảm bù và giờ dạ, nhìn một số cổ phiếu nó đang nỗ lực lấy là đường EMA 20 và bối cảnh hiện tại là chúng ta vẫn đang trong một cái giai đoạn phải quan sát thị trường có đánh ngắn thì chúng ta sẽ giờ dạ, à, sẽ theo dõi trong phiên vnet hiện tại đang ở phiên 2 hồi phục và phải chờ phải và phải chờ phải chờ ít nhất là giờ dạ. thứ nhất hành động giá kéo vượt kháng chéo vượt qua đường EMA 20 mươi à, giờ dạ, cổ phiếu có phiên bùng nổ Uh, thị trường có phiên bùng nổ theo đà và ít nhất là giờ, hành động của nước ngoài hành động của nước ngoài ngày hôm nay rất là quan trọng nha bởi vì chỉ cần mà uh, chứng khoán thế giới mà nó giảm á, thì rất có khả năng cao là thị trường nó sẽ còn một cái nhịp rơi nữa trước khi nó sẽ tạo sau đó thị trường nó sẽ tạo đấy và nó sẽ bật tăng lên trở lại và khi mà hành động tăng lên trở lại á, thì mình tin á cái cơ hội sau này nó sẽ rất là lớn nè các bạn nào nó sẽ rất là lớn bởi vì thật sự ở những vùng này nè là không phải là cái vùng mà nó quá mạo hiểm nữa rồi nhưng mà quan trọng là chỉ cần mà thị trường nói xấu á, thì khi nó giảm khoảng 7 đến 8 phần trăm như mình có chia sẻ nha thì thì cái hành động của cổ phiếu nó có thể rơi thêm khoảng 15 đến 20 phần trăm nữa cho nên là chúng ta vẫn ở một giai đoạn là dò đường nắm ném đá dò đường thôi Ok rồi đó là góc nhìn của Thái Ngô anh chị có câu hỏi gì thì muốn thì à, cần sự tư vấn của Thái thì chủ động nhắn tin Zalo cho Thái nha Ok bye bye xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người nha bye bye